Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin trình bày những đề tài sau đây: hãy hăng say thể hiện lòng thương xót Chúa, lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha kêu gọi phổ biến tình yêu thương, sự tha thứ và tình huynh đệ, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Hãy hăng say thể hiện lòng thương xót Chúa. Trong buổi chiều ít chung sáng thứ Bảy 20 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã dành bài giáo lý của Ngài để nói về năm thánh lòng thương xót trong bối cảnh mùa chay. Thông thường, mỗi tuần Đức Thánh Cha chỉ có một buổi chiều ít chung vào sáng thứ Tư. Tuy nhiên, trong năm thánh lòng thương xót, Ngài có thêm một buổi chiều ít chung vào sáng thứ Bảy của tuần cuối cùng trong tháng. Đây là buổi chiều ít chung đặc biệt thứ hai trong khuôn khổ này. Phát biểu với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương, Đức Thánh Cha nói: trong những tuần trước lễ phục sinh, giáo hội mời gọi các tín hữu hăng say hơn trong việc bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của họ. Ngài nói rằng, chứng tá Kitô, đó là cách chúng ta đáp lại những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta trước, được thể hiện không chỉ nơi ân sủng là kỳ công sáng tạo của Ngài, nhưng trên hết là nơi việc Thiên Chúa sai con một của Ngài đến trong thế gian. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa tự hiến mình để mang lại niềm hy vọng và ơn cứu chuộc cho người nghèo, người bệnh, người tội lỗi và tất cả những ai trong cảnh bức bách. Thiên Chúa dấn thân làm mọi sự cho chúng ta. Công việc đầu tiên của Ngài là tạo ra thế giới, và bất chấp những nỗ lực của con người làm hư hỏng thế giới này, Ngài quyết liệt giữ cho nó sống còn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu là biểu hiện sống động của lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi để làm chứng cho tin mừng của niềm hy vọng và tình liên đới. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào Liên đoàn Hiến máu của Italia, gọi tắt là FIDAS. Các thành viên FIDAS đang thực hiện cuộc hành hương năm thánh của họ tại Vatican. FIDAS nhân dịp này đã ăn mừng những thành công của họ kể từ khi được thành lập nhằm đáp lại lời mời gọi của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm năm thánh 2000. Liên đoàn đang hy vọng rằng mọi người sẽ xem xét việc tình nguyện hiến máu như một cử chỉ bác ái trong năm thánh lòng thương xót này. Lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị và anh chị em, Thánh Phêrô là thủ lãnh của các tông đồ và là giám mục đầu tiên của Roma. Đức Chúa Giêsu nói với Ngài: con là Phêrô, và trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Sau khi Đức Chúa Giêsu về trời, Thánh Phêrô bắt đầu rao giảng tin mừng. Ngài hướng dẫn một cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé nhưng phát triển. Đầu tiên, Thánh Phêrô hoạt động ở Jerusalem và Antiochia, hai thành phố lớn ở Đông Phương. Sau đó, Thánh Nhân đến rao giảng tin mừng ở Roma, thủ đô của thế giới Công giáo. Lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô ở Roma nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Phêrô thiết lập cộng đoàn Kitô hữu trong thành phố ấy. Chiếc ghế đặc biệt này là biểu hiện cho quyền bính mà Đức Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô. Trước đây các vua chúa ngồi trên ngai vàng và cai trị dân chúng. Ngai tòa của Thánh Phêrô cũng là biểu tượng cho quyền lực xuất phát từ Chúa Giêsu để cai trị giáo hội. Thánh Phêrô đã chết vì đức tin, nhưng trải qua các thời đại luôn luôn có một giám mục Roma. Ngài được gọi là giáo hoàng. Đức Giáo hoàng cai trị toàn thể giáo hội như Thánh Phêrô nhân danh Đức Chúa Giêsu. Chúng ta cũng gọi đấng kế vị Thánh Phêrô là Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị và anh chị em, ngày lễ ngai tòa Thánh Phêrô năm nay có một nét rất đặc biệt, vì đó cũng là ngày các chức sắc và nhân viên tòa thánh cử hành năm thánh lòng thương xót. Trong thánh lễ hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 2, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị mục tử trong giáo triều Roma vun trồng ý thức mạnh mẽ về mục vụ trong môi trường làm việc tại đây. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 hồng y, giám mục và khoảng 300 linh mục, trước sự hiện diện của hơn 5.000 nữ tu và giáo dân. Quảng diễn bài tin mừng về sự tuyên xưng niềm tin của Thánh Phêrô và Chúa
tuyên bố xây dựng giáo hội của Ngài trên đá tảng Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Augustino dạy rằng giáo hội tuy bị chao đảo vì những thăng trầm lịch sử, nhưng không sụp đổ vì được xây trên đá. Từ đó, Phêrô mang tên. Không phải đá rút ra từ Phêrô, nhưng là Phêrô rút tên từ đá. Cũng vậy, không phải tên Đức Kitô rút ra từ Kitô hữu, nhưng tên Kitô hữu xuất phát từ Chúa Kitô. Đá tảng chính là Chúa Kitô. Trên nền tảng này, cả Phêrô cũng được kiến tạo. Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị mục tử phục vụ trong giáo triều Roma hãy noi gương chính Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của người, như ngôn sứ Ezekiel mô tả cách hành động của Thiên Chúa. Người đi tìm con chiên lạc và dẫn về đoàn, băng bó vết thương và chăm sóc chiên bị bệnh. Thái độ này là dấu chỉ tình thương vô biên, đó là sự tận tụy trung thành, liên lỉ, vô điều kiện để lòng thương xót có thể đến với tất cả những người yếu nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, điều tốt lành cho chúng ta là những người được kêu gọi trở thành mục tử trong giáo hội. Hãy để cho tôn nhan Thiên Chúa vì mục tử nhân lành chiếu sáng, thanh tẩy, biến đổi và để cho chúng ta hoàn toàn được đổi mới trong sứ vụ của chúng ta. Ước gì trong các môi trường làm việc của chúng ta có thể cảm thấy vung trồng và thực thi một ý thức mục vụ mạnh mẽ, nhất là đối với những người mà chúng ta gặp hàng ngày. Ước gì không ai cảm thấy bị bỏ rơi hoặc ngược đãi, nhưng mỗi người có thể cảm nghiệm, trước tiên tại đây, sự chăm sóc ân cần của vị mục tử nhân lành. Chúng ta hãy để cho Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ, xa rời điều cốt yếu trong sứ vụ của chúng ta và tái khám phá vẻ đẹp của sự tuyên xưng niềm tin với Chúa Giêsu. Lòng trung thành với sứ vụ cần phải liên kết mật thiết với lòng thương xót mà chúng ta muốn làm cho người khác cảm nghiệm được. Đức Thánh Cha kêu gọi phổ biến tình yêu thương, sự tha thứ và tình huynh đệ, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Anh chị em hãy nhận lấy chuỗi lòng thương xót như là một sự trợ giúp tinh thần để phổ biến tình yêu thương, sự tha thứ và tình huynh đệ, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này. Đức Thánh Cha đã nói như trên khi phân phát 40.000 hộp chuỗi lòng thương xót cho tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 2 2016. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến tông du bên Mỹ Tây Cơ về. Vì thế trong bài huấn dụ buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Ngài đã chia sẻ với tín hữu vài tâm tình của Ngài, nhắc đến biến cố Chúa Giêsu hiện dung trên núi Tabor, như kể trong phúc âm và áp dụng vào chuyến tông du. Đức Thánh Cha nói: Chuyến tông du mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua bên Mexico đã là một kinh nghiệm của sự hiện dung. Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy ánh sáng vinh quang của Ngài qua thân mình giáo hội Ngài, của dân thánh sống trên trái đất này. Một thân mình biết bao nhiêu lần bị thương tích, một dân tộc biết bao nhiêu lần bị áp bức, khinh miệt, xúc phạm trong phẩm giá của mình. Thật ra, các cuộc gặp gỡ khác nhau sống tại Mễ Tây Cơ đã tràn đầy ánh sáng. Ánh sáng của đức tin biến đổi các gương mặt và soi sáng đường đời. Trọng tâm chuyến hành hương của tôi đã là đền thánh Đức Bà Guadalupe. Thinh lặng trước hình Đức Mẹ đã là điều tôi muốn trước hết, và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi thực hiện được điều này. Tôi đã chiêm ngưỡng Mẹ và để cho Mẹ nhìn tôi, đấng mang trong mắt Mẹ cái nhìn của tất cả con cái Mẹ, và tiếp nhận các khổ đau vì các bạo lực, bắt cóc, giết chóc, ức hiếp gây thiệt hại cho biết bao nhiêu người nghèo khổ và biết bao phụ nữ. Guadalupe là đền thánh mẫu được nhiều người kính viếng nhất trên thế giới. Từ toàn châu Mỹ tín hữu đến cầu nguyện tại nơi Đức Trinh Nữ ra ngâm đã hiện ra với thổ dân Juan Diego, mở đầu cho việc truyền rao tin mừng của đại lục và cho nền văn minh mới của nó, là hoa trái của cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa khác nhau. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đó chính là gia tài mà Chúa đã giao phó cho dân nước Mễ Tây Cơ, giữ gìn cái giàu có của sự khác biệt, đồng thời biểu lộ sự hài hòa của đức tin chung, một đức tin ngay thẳng và mạnh mẽ, được kèm theo bởi một sức sinh động và tính nhân bản lớn.
cũng như các vị tiền nhiệm của tôi. Tôi cũng đã đến để củng cố đức tin của nhân dân Mễ Tây Cơ, đồng thời cũng để được củng cố bởi đức tin đó. Tôi đã thu lượm được đầy tay món quà này để nó sinh lợi cho giáo hội Hoàn Vũ. Một thí dụ sáng ngời của điều tôi đang nói được trao ban bởi các gia đình. Các gia đình Mễ Tây Cơ đã tiếp đón tôi với niềm vui như là sứ giả của Chúa Kitô, mục tử của toàn thể giáo hội. Tới phiên họ, họ đã cho tôi các chứng tá trong sáng và mạnh mẽ, chứng tá của đức tin sống động, của đức tin biến đổi cuộc đời. Và điều này xây dựng biết bao gia đình Kitô trên thế giới. Người ta cũng có thể nói cùng điều đó cho giới trẻ, cho các người sống đời thánh hiến, các linh mục, các công nhân, các tù nhân. Vì thế, tôi cảm tạ Chúa và Đức Trinh Nữ Guadalupe vì ơn của chuyến hành hương này. Ngoài ra, tôi xin cảm ơn Tổng thống Mexico và các giới chức dân sự về sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho tôi. Tôi cũng hết lòng cảm ơn các anh em trong Hội đồng Giám mục và tất cả những người đã cộng tác trong nhiều cách cho chuyến viếng thăm này thành công tốt đẹp. Nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Thượng Phụ Chính Thống Kirill Đức Thánh Cha nói, một lời chúc tụng đặc biệt, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì đã muốn trong dịp này cho cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Mạc Tư Khoa và của toàn nước Nga là người anh em Kirill thân mến xảy ra tại Cuba. Một cuộc gặp gỡ đã được các vị tiền nhiệm của tôi ước mong biết bao. Cả biến cố này nữa cũng là một ánh sáng ngôn sứ của sự phục sinh mà thế giới ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Xin Mẹ Thánh của Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta trên con đường hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu xin Đức Bà Kazen mà Đức Thượng Phụ đã tặng tôi một bức icon vẽ trên gỗ, rồi Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc một kinh kính mừng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến mấy gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.